chào các bạn. Thời tiết đang dần trở lạnh và Tết cũng sắp đến gần rồi. Và những dịp như thế này thì việc tụ họp gia đình, bạn bè có sự góp mặt của một thiết bị thông minh như là chiếc bình thủy điện Kalai KL888 thì không thể thiếu đâu nhé. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng chiếc bình thủy điện Kalai KL888, một thiết bị thông minh đang được rất nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng đấy. Bình thủy Kalai KL888 là dòng bình thủy cho phép người dùng tùy chỉnh nhiệt độ, mức nước trong mỗi lần lấy nước, tạo ra sự tiện lợi tối ưu. Bình có dung tích 2,7 lít, công suất lên đến 2.200W, giúp đun sôi nhanh chóng. Kích thước nhỏ gọn, màu sắc trang nhã và điều khiển cảm ứng thông minh. Sản phẩm đập hộp thì sẽ là những phần tách biệt như thế này đây. Việc lắp đặt thì không thể đơn giản hơn. Hãy cùng với Hằng lắp đặt nhé! Đầu tiên là mình sẽ lắp khoang chứa nước vào thân bình. Tiếp theo đó là giá đỡ lõi lọc. Đặt lõi lọc vào lỗ tròn ở giữa phần giá đỡ. Cuối cùng là đóng lắp lại. Ở mặt trước của bình, chúng ta lắp khay hứng nước thừa là hoàn thành rồi. Trước khi sử dụng thì các bạn cần đổ nước vào bình trước nhé. Tối thiểu là 0,5 lít và tối đa là 2,7 lít. Sau khi đã đổ nước, các bạn kết nối nguồn điện. Lúc này thì nút khóa sẽ sáng lên trên bảng điều khiển. Để thấy hết bảng điều khiển, các bạn nhấn nút giữ khóa trong vòng 3 giây. Bảng điều khiển của chúng ta sẽ hiển thị hai thông số, đó là nhiệt độ và mức nước ở mỗi một lần chúng ta lấy nước. Bảng điều khiển của bình có 6 phím chức năng bao gồm pha sữa, nhiệt độ, dung tích, pha trà, cà phê, khóa và bắt đầu tạm dừng. Ở tùy chọn lấy nước thông thường, chúng ta sẽ có 4 mức nhiệt bao gồm là 45, 65, 85 và 100 độ C. Chúng ta thay đổi mức nhiệt bằng cách chạm vào biểu tượng nhiệt độ. Sau mỗi lần chạm, nhiệt độ sẽ tăng thêm một mức. Với mức nước, chúng ta cũng có 4 tùy chọn, đó là 100, 200, 300 và 400ml nước. Để thay đổi dung tích mức nước, chúng ta sẽ chạm riêng vào biểu tượng dung tích nha. Riêng với tùy chọn pha sữa thì do là mỗi loại sữa sẽ yêu cầu một nhiệt độ pha khác nhau, thế nên là nhà sản xuất đã trang bị tới 3 mức nhiệt riêng biệt để các bậc phụ huynh chúng ta có thể dễ dàng pha sữa công thức cho con của mình. Các mức nhiệt ở đây sẽ là 40 độ C, 55 độ C và 70 độ C. Tương tự như vậy thì mức nước dành cho tùy chọn pha sữa cũng sẽ có 5 mức lựa chọn. Đó là 60, 90, 120, 180 và 240ml. Thu Hằng thấy rằng là tính năng pha sữa của em bình thủy điện KL888 này quá là tiện lợi đối với những gia đình có con nhỏ. Kể cả là đêm muộn hay là sáng sớm, bất cứ khi nào mà con cần ăn sữa thì nước ấm với nhiệt độ thích hợp sẽ luôn sẵn sàng mà chúng ta sẽ không cần phải chờ đợi lâu, khiến cho con quấy khóc hay là khó chịu. Với những gia đình thường xuyên uống trà hay cà phê thì càng nên sở hữu chiếc bình thủy điện Kalai KL888 này. Với tùy chọn pha trà hay là cà phê, chiếc bình đã có sẵn nhiệt độ mặc định là 92 độ C, một nhiệt độ thích hợp để pha đồ uống thơm ngon, không bị mất vị. Giờ thì Hằng sẽ pha thử cho các bạn một tách cà phê để các bạn có thể theo dõi cách sử dụng của chiếc máy này nhé. Đầu tiên, Hằng sẽ đặt ly cà phê bên dưới vòi nước. Sau đó, chọn chế độ pha cà phê, điều chỉnh dung tích là 150ml. Cuối cùng là nhấn phím bắt đầu để lấy nước. Sau khi rót đủ 150ml, bình sẽ dừng lại và Hằng đã có một ly cà phê thơm ngon cho mình rồi. Sử dụng đơn giản là vậy, vậy còn việc vệ sinh thì sao? Các bạn đừng lo nhé, bởi vì việc vệ sinh cũng đơn giản không kém đâu nhé. Do các bộ phận đều có thể tháo rời nên chúng ta có thể vệ sinh trực tiếp dưới vòi nước nha. Hoặc theo hướng dẫn từ nhà sản xuất thì sau 10 tiếng đồng hồ sử dụng bình, đèn báo tự làm sạch sẽ nhấp nháy trên màn hình nhắc chúng ta vệ sinh máy đấy. Lúc này thì các bạn đổ đầy nước vào bình này, thêm một chút giấm hoặc là nước cốt chanh, sau đó nhấn phím dung tích để bình tự sục rửa và làm sạch. Cuối cùng chỉ cần tráng lại với nước là xong. Với cách sử dụng đơn giản nhưng mang tới sự tiện lợi tối ưu thì chiếc bình thủy điện Kalai KL888 xứng đáng trở thành thiết bị gia dụng thông minh mà mọi gia đình nên sở hữu, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ hay đơn giản là những gia đình chúng ta phải tiếp thật nhiều khách hoặc là yêu thích những loại đồ uống cần phải uống nóng như là pha trà này, cà phê này. Vừa rồi thì Hằng đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách sử dụng chiếc bình thủy điện Kalai KL888. Nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy cùng để lại phần comment ở bên dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho các tư vấn viên của nhà Kalai nhé. Đừng quên dành tặng cho Hằng một nút like và share video này tới thật nhiều người nha. Và nhớ ấn vào hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất từ nhà Kalai nhé.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.